một bất động sản nằm trên đường tỉnh DT756 nhé quý vị. Và ngay đây là thuộc ấp 5, phường Minh Lập, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Và đường nhựa của chúng ta với trục đường này có lộ giới là 42m nha quý vị ơi. Và nhà quý vị ạ, kế căn nhà này quý vị, kế căn nhà 62, ngang 5, sâu cho 62, 329m2, 329m2 nha quý vị. Và có 100m thổ cư. Ở đây chúng ta đã có điện, chúng ta có thể thấy ạ, đã có điện, điện quý vị. Và đặc biệt hơn nữa, từ đây chúng ta di chuyển vào công ty cũng chỉ 500m, chúng ta có thể thấy ạ. Đó, công ty Song Ngọc, công ty gỗ và sản xuất ván ép nha. Rồi chúng ta chạy vào khu công nghiệp công nghệ cao nhé, khu công nghiệp công nghệ cao. Và ngay đây thì chúng ta có thể thấy kế bên cũng là công ty cũng đã có dân cư rất là đông đúc rồi. Và cách nhà văn hóa ấp 5 xã Minh Lập cũng chỉ 200m quý vị. Chúng qua qua cái cua này bên tay trái chúng ta tới nhà văn hóa rồi. Và chạy thẳng hướng này, hướng ngược lại thì chúng ta về lại Bình Long quý vị ơi. Đó, chúng ta theo hướng này, chúng ta đi lên Bình Long, Tân Khai rồi này kia, chúng ta đều ra ngoài quốc lộ 13 hết nha. Và hướng này chúng ta ra chợ Minh Lập chỉ 3 km tới chợ Minh Lập rồi. Và ngay đây đường quy hoạch lộ giới 42m. Và sau này sẽ lên sân bay Hớn Quảng, cách chỉ 7km nha quý vị. Với vị trí đất sát căn nhà, ngang 5 sâu cho 62, có 100m thổ cư. Và đất sổ sẵn, giá ngày hôm nay nha quý vị, giá ngày hôm nay giá chỉ 700 triệu trên một vị trí này. Quý hàng quan tâm tới bất động sản này liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu. Và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.